Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái lai Hàng của Lâm Chấn Khang quấn quýt ba ở mọi nơi. Bettina là con gái thứ ba của Lâm Chấn Khang và bà xã lai Hàng Kim Jun Si. Ái nữ nhà nam ca sĩ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cô bé có nhiều khoảnh khắc quấn quýt lấy ba đốn tim người hâm mộ. Trên trang Facebook cá nhân, Lâm Chấn Khang thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng của con gái cưng của mình. Bé Tina thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ, nhấp Tỳ lai hàng có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn và khuôn mặt baby xinh xắn. Thông qua những hình ảnh có thể thấy được con gái rất thích quấn quýt lấy Lâm Chấn Khang, cô bé thường xuyên bám đuôi theo ba chặn rơi, thậm chí có đoạn clip cho thấy bé Tina tranh nhau với mẹ để hôn ba. Cụ thể chỉ cần Kim Jun Si hôn ông xã một lần thì con gái liền hôn ba ba lần. Nhấp tị còn đưa tay choàng lấy cổ nam ca sĩ để khẳng định chủ quyền. Ái nữ lai hàng của nam ca sĩ rất thích bám đuôi theo ba, nhúc tì rất thích được ba ôm ấp trong vòng tay. Được biết, Lâm Chấn Khang chấp nhận tạm gác lại công việc để ở nhà chăm sóc nuôi dưỡng con gái. Do đó, ái nữ vô cùng thân thiết và quấn quýt lấy ba cũng là điều dễ hiểu. Con gái Lâm Chấn Khang hiện đã được 3 tuổi. Vợ chồng Lâm Chấn Khang từng giấu kính con gái suốt suốt 2 năm. Ngắm nhìn những khung ảnh hạnh phúc của gia đình Lâm Chấn Khang khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Nam ca sĩ luôn là người đàn ông của gia đình và dành nhiều tình yêu thương cho vợ con. Nết ăn uống của con gái đông nhi thức ăn dính miệng vẫn tiếp tục còn bưng cả đĩa to hơn mặt để thưởng thức Tuy mới ít tuổi thế nhưng toàn bộ các trang mạng xã hội được bố mẹ lập riêng cho Winnie, con gái đầu lòng của Đông Nhi và ông Cao Thắng đều thu về hàng trăm nghìn lượt theo dõi của cộng đồng mạng. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh khoe nít ăn uống của con gái. Có thể thấy, với mái tóc hai chùm chỉa tứ phương, cô bé đã ngồi thưởng thức đồ ăn trong cực kỳ ngon lành. Không chỉ vậy, nhất thì còn tỏ vẻ thích thú với những món ăn ở trên bàn, đến nội bưng cả đĩa lên thưởng thức, đến tận miếng cuối cùng. Chưa kể dù đồ ăn còn dính trên miệng, Winnie vẫn không hề hay biết gì mà tiếp tục ăn uống. Con gái Đông Nhi ăn uống vô cùng ngon miệng, cô bé thưởng thức đến miếng cuối cùng. Nét ăn uống bất chấp này của con gái Đông Nhi đã làm cư dân mạng đứng ngồi không yên. Dám chắc một điều rằng khi nhìn vào những bức ảnh cận cảnh này, bất cứ ai cũng phải lụi tim vì gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt tròn xoe và khuôn miệng trúng chiếm cực yêu của cô bé. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo